khoảng 5 giờ 20 phút sáng ngày 18 tháng 1, chiếc xe cấp cứu mang biển số 93A11664 do Vũ Tuấn Anh, 49 tuổi, ngụ xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước điều khiển lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Hớn Quản. Đến đoạn ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 13 với đường đô thị 756B thuộc khu phố 3, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Cùng lúc này, tài xế xe tải 61C02990 do Huỳnh Văn Khởi, 40 tuổi, quê Sóc Trăng, đang dừng chờ qua đường ngay sát giải phân cách giữa ngã tư. Do điều khiển xe với tốc độ cao, lại không chú ý quan sát, nên tài xế xe cấp cứu đã tông trực diện vào đuôi xe tải. Cú tông mạnh khiến chiếc xe tải bị đẩy dồn về phía trước. Chiếc xe cấp cứu bị nát bét đầu, văng sang bên phải. Vụ tai nạn khiến tài xế xe cấp cứu bị thương nặng, bị kẹt cứng trong cabin. Người dân địa phương cùng lực lượng chức năng phải dùng cây gậy sắt phá cửa mới có thể giải cứu được tài xế ra ngoài và đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Một y tá ngồi trên xe cũng bị thương, chiếc xe cấp cứu bị hư hỏng nặng. Tài xế giao thông, công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.